Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu iPhone 6s Nhật Bản và bẻ khóa thành công tại 540 đường định. Trên tay mình là chiếc iPhone 6s mới nhất của Nhật Bản. Và đây chiếc SIM tiếp theo, mình thử nắp xem kiểm tra các chức năng cơ bản của máy. Ok, có sóng ngay. Mình kiểm tra 3G trước. Mình kiểm tra thêm chức năng là tin nhắn. Ok. Mình thêm kiểm tra thêm chức năng mới nữa. My number, ok, hiện đầy đủ. FaceTime, hiện đầy đủ. Emergency, ok. Trước mình thử hiện chức năng cuộc gọi. Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào tạm biệt.